Cá trứng, bà con đã biết cá trứng hết phải bà con. Cá trứng là ăn rất tốt cho sức khỏe, dễ nấu, dễ chiên, dễ xào, dễ luộc, làm lẩu cũng được nữa. Nhưng mà không phải tốt như vậy là ai ăn cũng được đâu bà con. Có những người không nên ăn và những người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn để bệnh chúng ta mau lành, mau bớt, mau khỏi, chứ ăn vào là không tốt gì cho sức khỏe cả. Đó là người đang bị viêm, đang điều trị ung thư, tuyệt đối không nên ăn khi đang sốt. Tuyệt đối không nên ăn khi đang sốt. Tiểu đường, gan bệnh, sỏi mật. Cá trứng nó có nhiều chất đạm, chất béo, chất kẽm, omega 3, phốt pho, nên nó rất lợi cho trẻ em và bà bầu. Nó tốt cho trẻ em và bà bầu và phụ nữ đang cho con bú, cải thiện hệ máu, hệ miễn dịch, bệnh tim, hỗ trợ cho xương, xương đó mà xương khớp. Đó, cho nên như vậy là nó tốt cho huyết áp, tốt cho mắt, tốt cho mắt. Ăn bình thường nhưng lượng loại cá khác. Ăn 5 ngày thì chúng ta phải nghỉ 2 ngày rồi mới tiếp tục ăn. Bà con ơi, ngày nào kênh của chúng tôi cũng có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con có thấy được, vui lòng đăng ký để 4 video chúng tôi sẽ đến với bà con ngay, đến sớm. Và vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con ơi, bà con cảm ơn bà con nha. Cá trứng là người không nên ăn cá trứng, là người đang bị viêm, đang điều trị ung thư. Tuyệt đối không nên ăn khi đang sốt. Bệnh tiểu đường, gan bệnh, sỏi mật. Cá trứng còn lại là nó tốt vô cùng. Nó có nhiều chất đạm, chất béo, chất kẽm, omega 3, phốt pho, nên ăn rất có lợi cho trẻ em, rất có lợi cho bà bầu, rất có lợi, tốt cho phụ nữ đang cho con bú. Cải thiện hệ thống máu, miễn dịch, bệnh tim, hỗ trợ xương khớp, tốt cho huyết áp, tốt cho mắt. Ăn bình thường như những loại cá khác ta hay ăn, nhưng ăn 5 ngày phải nghỉ 2 ngày bà con ạ, rồi mới ăn tiếp. Bà con có thấy được kênh chúng tôi, vui lòng đăng ký ủng hộ chúng tôi và 4 video đời sống sức khỏe của tôi sẽ đến liền. Chúng tôi sẽ cảm ơn bà con chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Xin chào bà con nào.